Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TV Shop. Thì bữa nay thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần menu thứ hai ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái menu ở giữa ở chỗ này. Thì tôi sẽ đi làm tương tự như cái ở cái trang này của tôi. Đó, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như tương tự như vậy. Thì tôi sẽ làm cái sau, tôi cũng đi mở cái trang index lên và tôi tiếp tục viết code. Thì tôi sẽ viết code HTML cho nó. Đầu tiên thì tôi cũng có cái thẻ section. Section này thì tôi có cái class thì tôi đặt cho nó là section menu second. Rồi bên trong nó tôi có thể edit. Edit này tôi sẽ thêm cho nó cái class là bằng container. Và tiếp theo thì tôi cho nó cái class là test center. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi lại có thể edit nữa. Edit này tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi bên trong nó này tôi lại có cái edit nữa. Edit này tôi sẽ cho nó cái class là bằng column small 12. Rồi theo thì tôi cho nó cái class là column medium 12. Và theo thì tôi cho nó cái column class là 12. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ nắp. Nếu thì tôi sẽ đặt cho nó cái ID là bằng navigation. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho nó cái class là bằng nav bar default. Bên trong thẻ nav này thì tôi lại có một cái thẻ div nữa. Div này thì tôi sẽ đặt cho nó cái ID bằng my nắp bà 2. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ UL. UL này tôi sẽ cho nó cái class là bằng nắp. Rồi tôi cho nó cái class là nắp tab. Rồi bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ NI. Rồi tôi cho nó thêm cái class là bằng HT. Rồi bên trong nó thì tôi có thẻ A. Thẻ A này tôi sẽ cho nó cái class là tôi sẽ cho nó cái attribute là data table là bằng tab. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái href thằng home. Rồi, bên trong nó thì tôi sẽ cho cái nội dung là view đồ đất, tức là danh sách các sản phẩm mới. Rồi tiếp theo thì tôi nick to site và tôi sẽ đi prefetch lại trình duyệt. Đó, thì cái menu của tôi bây giờ nó xuất hiện như vậy, nó đã có một cái menu như vậy. Style thì nó chưa có cái style đẹp thì tôi sẽ chỉnh sau. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái này xuống. Và tôi chỉnh sửa. Cái thẻ NI này thì tôi sẽ bỏ cái class là HT đi. Rồi cái HTF thì cái chỗ này thì tôi sửa lại thành menu 1. Rồi tiếp theo thì cái menu này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là on product. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy cái thẻ NI này xuống thành các menu còn lại. Tiếp theo là cái menu thứ hai này. Cái menu thứ hai thì tôi sẽ sửa lại thành là special product. Rồi tiếp theo là cái menu này tôi sẽ sửa lại thành hot product. Tiếp theo thì chỗ này tôi sửa thành chẳng hạn như là main chẳng hạn. Rồi tiếp theo ở phía dưới này tôi sẽ sửa cái chỗ này thành woman chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì cái menu này thì tôi sửa lại thành kit. Rồi tôi cũng copy thêm vài cái thẻ nữa cho cái chẳng hạn như cái chỗ này tôi menu này tôi sẽ sửa lại thành accessory chẳng hạn. Đó, phụ kiện. Rồi cái chỗ này tôi cái menu là ít cao chẳng hạn. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, hiện giờ cái menu của tôi nó như vậy.
và tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho nó. Thì tôi cũng vô cái trang home.scs và tôi viết style cho nó. Thì tôi cũng ghi chú nó lại. Tôi sẽ ghi chú này là style for menu second. Bên này thì tôi có cái class là section menu second. Tôi sẽ copy cái tên class và tôi sẽ viết style cho nó cái này. Rồi, cái section menu second này thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái padding top để cho nó căn nề với cái slider hot product ở trên. Tôi sẽ cho nó cái padding top thì tôi cho là 50 pixel. Rồi tôi vô size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn padding top cho tôi là 50 pixel như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái class là container thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Container này tôi sẽ cho nó cái padding nét. Rồi tiếp theo là tôi cho là không pixel. Rồi tiếp theo cho nó cái padding dry. Tức là không pixel. Rồi tôi vô size. Rồi tôi đi khác lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn lại cái padding trái và padding phải cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái class là nắp bàn, tôi sẽ viết style cho cái class này. Nắp bàn này thì tôi sẽ muốn cho nó thêm cái border ở bên xung quanh nó. Ví dụ như tôi muốn cho cái border right và border left chẳng hạn, tôi sẽ gọi cái hàm include add border. À, còn include add border tôi cho là 2 pixel và cái mã màu này tôi cho là thăng 27 27 27 và cái position thì tôi cho là right và left chẳng hạn. Rồi tôi đi vô save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó có thêm cái border bờ bên trái và bên phải cho tôi. Và tiếp theo thì tôi muốn cho nó cái border top và border bottom thì tôi sẽ làm như sau. Tôi cũng copy cái hàm này xuống và tôi chỉnh sửa. Đây, chỗ này tôi sẽ sửa cho nó là top và bottom. Và cái mã màu thì tôi sửa lại thành là cái mã màu primary color này. Tôi sẽ copy cái tên biến này. Cái size tôi sẽ sửa lại thành là 1 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó có cái border màu cam cam đỏ đỏ cam cam như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì bên trong cái class là nắp ba thì ở đây thì nó lại có cái class là nắp tab. Tôi cũng viết style cho cái class nắp tab này. Đó, tôi sẽ viết ở bên trong cái này. Nắp tab này tôi có thẻ NI. Thẻ NI này thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ NI này. Thì tôi cũng muốn cho nó cái border. Giữa mấy cái menu này thì tôi muốn cho nó cái border bên phải thì tôi sẽ làm như sau. Thì tôi cũng gọi hàm include add border này, tôi copy xuống và tôi chỉnh sửa nó nha. Và cái mã màu thì tôi sẽ chỉnh sửa lại cho nó. Thì tôi sẽ cho cái mã màu này CCC đi. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép lại chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ nó đã có mấy cái border bên phải như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái chỉnh cho nó cái min width. Thì tôi cho nó là 125.5 pixel. Rồi tôi vô size. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái menu nó đã căn đều ra như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái min height. Min height thì tôi cho là 61 pixel. Rồi tôi cho sai. Rồi tôi đi phép chỉnh duyệt. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho mấy cái thẻ A ở trong cái thẻ NI này. Thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ A như sau. Tôi sẽ cho nó cái mặt dry. Thì tôi cho là 0 pixel. Tiếp theo thì tôi có cái padding bottom.
cho là 15 pixel. Rồi tôi đi vô size. Rồi tôi đi phép này chỉnh dần. Cái cây A này chẳng hạn, nhưng mà tôi muốn bỏ cái border radius này đi. Ở mấy cái cạnh nó có cái border, nhìn nó không có đẹp. Thì tôi sẽ bỏ nó đi như sau. Tôi sẽ gọi A cộng include. Và tôi sẽ gọi cái hàm add border radius. Thì tôi sẽ cho nó là 0 pixel. Rồi tôi vô size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Thì nó đã bỏ cái border radius cho tôi. Thì cái chỗ này thì nó hiển thị chưa có đúng. Thì nó do ở chỗ này cái phần này thì tôi đã để cái nội dung ở nó ngoài cái A. Tôi phải để nó ở trong cái nội dung này, ở trong cái thẻ A mới đúng. Tôi sẽ sửa nó lại. Đó, tôi sẽ sửa lại cho các menu còn lại. Rồi cái menu hot rồi đấy. Rồi tôi nick cho say. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái menu của tôi bây giờ nó đã trông khá là đẹp rồi. Cái menu cuối cùng thì nó có cái border right này, thì trông nó nhìn nó xấu thì tôi sẽ bỏ nó cái border right này đi. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ vô cái home và tôi sẽ có cái li cái chấm last try, tức là cái phần tử cuối cùng, thì tôi sẽ cho nó cái border là border right bằng none. Tôi sẽ cho nó như vậy và tôi đi cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã bỏ cái border right đi, trông nhìn nó đẹp hơn. Ở cái này thì cái khoảng cách giữa mấy cái menu thì chẳng hạn như cái min width này thì tôi tăng cho nó thêm một chút, chẳng hạn như là 126.5 pixel chẳng hạn. Tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn lại đều đều hơn như vậy. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần mà hiển thị danh sách sản phẩm ở bên dưới này. Đó. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở cái buổi tiếp theo. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm hiển thị cái danh sách sản phẩm giống như vậy. Đó thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.